Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đến với chương trình Thế giới trong tầm tay với anh Trần Nguyên Thắng. Anh kính chào anh Thắng. Chào Nhật Anh. Trong một dịp thì mình đã được anh Thắng có dẫn dắt anh cũng như là khán giả của Người Việt TV đi đến đất nước New Zealand. Thì trong cái đợt đó mình anh Thắng có nói là ở đó có một cái bộ tập thổ dân mà cũng rất là hay ho và thú vị, nhưng mà lúc đó mình chưa có kịp nhắc đến. Thì hôm nay anh Thắng có thể kể cho anh và khán giả được không? Nói đến New Zealand và nói đến một cái bộ tộc người thổ dân ở đó thì người ta phải nói đến cái bộ tộc tên là Maori. 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 Yeah. Thì đây là một bộ tộc gọi là một bộ tộc, nhưng thực sự họ là rất là nhiều cái bộ lạc. Yeah. Họ gom góp nhau lại thì gọi chung cái người đó là người thổ dân Maori ở ngay cái quần đảo New Zealand. Yeah. Thì phần lớn những người Maori họ tụ tập ở phía đảo Bắc. Tức là đảo chúng ta có dịp nói chuyện đến những cái thắng cảnh nổi tiếng như là Nai Mai Beach hoặc là Cape Reinga đó. Yeah. Thì đây là một khu vực của người thổ dân ngày xưa với có liên hệ với người Anh. Yeah. Phải nói một cách trở lại một câu chuyện nó hơi có vấn tính cách lịch sử chút xíu, là cái đảo New Zealand đó, nó là một cái quần đảo, nó gồm có hai đảo lớn và khoảng gần tới 600 cái đảo nhỏ đó. Nhưng mà cái hai đảo lớn là chia ra đảo Bắc và đảo Nam chúng ta biết rồi đó. Yeah. Thì vào thế kỷ thứ 17, tức là năm 1652-42, thì một nhà hàng hải người Hà Lan là Albert Tasman đã đến với cái đảo Bắc của New Zealand rồi. Yeah. Thế tuy nhiên mãi cho đến thế kỷ thứ 18 đó, hơn 150 năm sau thì một người khác, đó ông Captain James Cook, nhà hàng hải của người Anh, họ mới đặt chân đến đây. Và từ đó người Anh đã có một cái ý định là muốn có một cái buôn bán, giao dịch thông thương giữa người Vương quốc Anh với cái người thổ dân ở tại đó. Yeah. Thế tuy nhiên thì cái câu chuyện nó chưa ngã ngũ thì những người như người Pháp, người Nga họ cũng đều đã có một cái những chuyến hải hành họ đi đến đây. Và cái lúc đó thì người Pháp họ dự định họ muốn mua lại một số những đất đai hoặc là muốn cái bảo hộ, bảo trợ cho cái vùng New Zealand. Thành ra Vương quốc Anh rất là sợ vì người Pháp chiếm mất. Thành ra người Vương quốc Anh đã đến thỏa hiệp với người thổ dân đó để lập ra những cái gọi là những cái hiệp ước, gói hòa ước để mà có thể thông thương buôn bán với nhau. Thì đó là lý do tại sao ở ngay cái đảo Bắc của New Zealand nó có một cái địa điểm nó có tên là Waitangi. Waitangi. Thì ở cái điểm đó là cái người thổ dân Maori và người của Vương quốc Anh, đại diện của Vương quốc Anh đó, đã gặp nhau ở đó để ký kết một cái hòa ước, một cái hiệp ước đó. Thì từ cái chỗ đó người ta gọi tên nó là cái hiệp ước Waitangi luôn. Yeah. Thì từ đó người ta mới biết nhiều đến cái vấn đề người thổ dân của Maori. Yeah. Thứ nhất là khi mà ký cái hiệp ước đó thì những người bộ tộc Maori họ cũng không có giải. Không? Thế tuy nhiên họ hiểu theo cái ngôn ngữ của họ. Còn người Anh thì hiểu theo cái ngôn ngữ của người Anh. Thành ra thực sự trong cái thời điểm nó cũng còn mới. Thành ra có lẽ cái ngôn ngữ cũng là một cái sự không có thông cảm với nhau được, đồng cảm với nhau được hết. Yeah. Thành thử mỗi người hiểu ý, khi mà ký cái hiệp định xong thì họ vẫn có nhiều cái xung đột với nhau. Yeah. Đó là cái chuyện là câu chuyện lịch sử thôi. Nhưng mà khi mà đó thì người Anh mới bắt đầu nhìn nhận cái người Maori như là một cái người đã được vào trong cái Liên Hợp Anh, Vương quốc Anh và có những cái quyền lợi như thế nào đó. Và từ đó người ta mới thấy là người Maori cũng có một cái sắc thái riêng, có một cái văn hóa riêng và có một cái tôn giáo riêng của họ. Và họ cũng yêu cầu Vương quốc Anh là phải chấp nhận những cái đó. Yeah. Nhưng mà chỉ vì những cái đó mà không có được rõ ràng. Thành ra hai bên vẫn xung đột nhau trải qua một thời gian dài. Và cho đến bây giờ thì người Maori, cái bộ tộc Maori, tức là giống như người thổ dân da đỏ tại Hoa Kỳ này. Yeah. Họ cũng trở thành là một cái, có những cái nhiều cái quyền tự trị hoặc là có những cái quyền mà đòi hỏi phải giống như người bản xứ của Vương quốc Anh cho đến bây giờ. Thì nói đến Maori ấy, thì qua một vài những cái hình ảnh mà chúng ta có thể đưa cho quý vị khán thính giả xem đó, thì cái bộ tộc Maori họ là một cái người hậu duệ của nguyên cả một cái gọi là cái văn hóa đa đảo. Văn hóa đa đảo là đa đảo là nhiều. Polynesians. Yeah. Thành ra cái văn hóa đó là nó bao gồm rộng lắm. Yeah. Nó suốt từ Hawaii, nó kéo dài tới mãi New Zealand. Và nó kéo vào bên phía đông, nó kéo suốt qua tới với cái đảo gọi là đảo Phục Sinh đó. Yeah. Hay chúng ta còn gọi là Rapa Nui đó. Yeah. Đó là đảo Eastern Island. Cái đó ở bên Chile phải không? Nó ở Chile, đúng rồi. Yeah. Nó là biên giới của Chile đó. Yeah. Và cái khu vực tam giác đó nó trở thành một cái gọi là văn hóa đa đảo. Yeah. Thì văn hóa đa đảo làm sao nó có một số những cái phong tục, có một số những cái tục lệ nó giống giống nhau. Thế tuy nhiên vì cái khoảng cách
quá xa, và những cái thời gian cũng đã tách biệt nhau khá xa rồi, thành ra người ta có một chung một cái số tập tục, nhưng mà người ta lại nói cái ngôn ngữ nó khác nhau. Đó. Thì trở lại một cái vấn đề người thổ dân Maori, thì người ta tin rằng người Maori là những người đã đến từ phía Hawaii, đến là từ phía văn hóa từ phía Tây tới, tức là văn hóa từ Indonesia, văn hóa từ bên Taiwan, văn hóa từ bên Malaysia, vân vân. Tất cả những cái văn hóa nó dồn và đi tới đó thì nó chia ra hai ba nhánh. Một nhánh là về Hawaii, rồi Hawaii đi xuống lại tới New Zealand, rồi đi tới Fiji, đi tới Samoa chẳng hạn, Tahiti, rồi đi qua tới đảo Phục Sinh. Thì tất cả những cái vùng đó nó đều có một cái số những cái phong tục giống nhau, thì người ta gọi cái đó là văn hóa đa đảo. Đó. Và cái văn hóa đó nó cũng ảnh hưởng đến cái người Maori rất nhiều. Chẳng hạn như đến nơi mình thấy họ cũng là những vóc dáng rất là to, phải không? Ăn mặc quần áo cũng rất là sặc sỡ. Đó. Rồi Fiji với New Zealand cũng chỉ cách nhau có khoảng ngàn cây số thôi. Nhưng mà có phải là Fiji là một cái đảo nổi tiếng mà du lịch đó đúng không Đúng rồi, Linh? Fiji là cái một cái đảo, nó cũng là một cái quần đảo Nhưng mà nó đâu nhưng có nằm phía bắc của New Zealand. mà nó đâu có thuộc về New Zealand Nó đâu không đúng không không? nó không thuộc về New Zealand. Đó là một cái nó cũng là một đất nước, nó gọi là đất nước Fiji, và nó có cái tự chủ của nó, có tự cái chủ quyền của nó. Còn Fiji xuống dưới 1.000 cây số thì người ta gặp ngay New Zealand. Có nghĩa là nó gần với New Zealand nhất. Nó rất là gần New Zealand, tức là New Zealand là một đất nước, phía bắc là Fiji và phía tây đó là Australia. Đó. Thành ra chúng ta có thể hình dung ra được như vậy. Còn những cái đảo như là Tahiti, như là Samoa, nó đều là phía bắc của New Zealand. New Zealand coi như cực nam của cái văn hóa đa đảo rồi. Có nghĩa là khi mà ví dụ như mà du khách mà có dịp đã đến Úc Châu rồi, người ta có thể đi Australia, đi New Zealand và thậm chí cũng có thể đi Đi cả Fiji, Fiji luôn. tại vì ba cái khu vực đó thường thường bây giờ mà chúng ta đến Fiji đó, du khách đến Fiji là ở đâu? Phần lớn là từ New Zealand, phần lớn từ Australia. Australia nó giống như mình ở bên này, là mình đi đâu, đi ra khỏi về phía Thái Bình Dương đi đâu? Hawaii, giống hệt như vậy. Đó. Từ bên Sydney hoặc là bên Melbourne bay qua Fiji từ lộ trình 3 tiếng máy bay, 3-4 tiếng. Còn ở bên New Zealand bay sang thì cũng 2-3 tiếng, tùy theo cái chỗ nào mình bay. Cảm ơn anh Thắng và hẹn anh Thắng trong phần sau mà khi mà anh Thắng kể cho nhanh nhiều hơn về bộ tộc người này. Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay với lại chuỗi chương trình Thế giới trong tầm tay với anh Trần Nguyên Thắng. Hôm nay thì anh Thắng đang kể cho Nhất Anh cũng như khán giả của Người Việt về một bộ tộc thiểu số ở New Zealand, và trong đó thì mình Thắng nói là bộ tộc Maori này thì thuộc cái văn hóa đa đảo, thì đa đảo thì rất là lớn ở trên thế giới, nhưng mà vậy thì nó có khác gì, có cái giống và có cái khác gì văn hóa mà nó khác với những cái chỗ khác anh Thắng? Dĩ nhiên chúng ta đến với tôi có dịp đến với Hawaii rồi, tôi có dịp đến với đảo Phục Sinh, và dĩ nhiên tôi có dịp đến đảo Fiji, và đây bây giờ chúng ta nói về New Zealand, nó cũng nằm trong cái văn hóa đa đảo. Và một cái nhận xét chung đó là chúng ta thấy những cái bộ tộc đó, họ là những người dân đa đảo, họ rất là to lớn, không? Mà có lẽ trong cái có Samoa thì tôi chưa có dịp đến, nhưng mà nghe nói là người Samoa là người to lớn nhất. Đó. Thì một đứa bé sơ sinh của Samoa nghe nói có thể sanh ra được nặng tới 11 pound rồi. Vào những cái thời thế kỷ thứ 18, 19 đó, người Maori họ vẫn có những tục cái tục lệ xăm mình, họ xăm đặc biệt họ xăm trên mặt. Nhưng mà mình tưởng họ xăm theo tính cách là đẹp hay là có tính cách từng bộ tộc khác nhau, nhưng thực sự khi họ xăm trên mặt đó nó là một, giống như là một cái huy chương hoặc là một cái logo để mà biểu hiện trong một cái bộ bộ tộc A bộ tộc B nó khác nhau. Thành ra có người tù trưởng thì họ có được quyền xâm như thế nào, còn cái người mà không phải tù trưởng thì họ xâm như thế nào. Nhưng mà cái qua cái cách cái phong tục ấy, thì người Maori thế này, họ có cái phong tục lệ khi họ cặp mình đó, họ cụm đầu với mình, cụm đầu vào cái mũi mình, đụng với cái mũi đó, đó là một cách chào hỏi thân thiện, không? Còn nếu một trường hợp mà sắp sửa mà gọi là chiến đấu hay là gì đó, là họ trợn mắt lè lưỡi, không? Thì cái người Maori, người Tugai đó, họ cũng, người phụ nữ cũng vậy, họ cũng có cái trợn mắt, là cũng có cái gọi là kiểu mà làm cho người ta Thấy sợ. thấy sợ. Mình không thể hình dung được cái hung dữ của họ ngày xưa như thế nào, tại vì bây giờ họ quá hiền lành đi, và bây giờ thì nó chỉ là một số người còn lại để làm những cái gọi là cho chúng ta xem lại những cái tập tục của người Maori ngày xưa, những cái diễn biến trong cái buổi lễ ký cái hiệp ước với người Vương quốc Anh. Đại khái thì với cách trang phục, cách ăn mặc như thế nào, thì chúng ta có thể đến với cái khu vực của đảo Bắc, đến với cái thành phố Paihia,
đến với cái nơi ký cái hiệp định Waitangi. Dạ. Chúng ta ở đó, chúng ta sẽ xem được những cái màn trình diễn của họ, những cái vũ khí ngày xưa của người Maori, hoặc là những cái chiến thuyền ngày xưa người Maori họ sử dụng như thế nào. Dạ. Thì qua những cái hình ảnh, một số những cái hình ảnh mà chúng tôi đem về đó, thì hy vọng là giúp ích được cho quý vị nhìn thấy được tận mắt những cái loại thuyền mà ngày xưa họ sử dụng như thế nào, những cái loại cây hoặc là cối hoặc là những cái vũ khí. Người Maori họ có một cái loại vũ khí nó khác hẳn với của những cái bộ tộc khác. Nó khác như thế Nghe nào anh Thắng? không? Họ có một cái loại vũ khí rất là lạ, có lẽ tôi chỉ thấy được ở ngay bên New Zealand, trong cái khu vực của cái người Maori. Nó giống như một cái lưỡi liềm, nhưng mà nó là hai phía, nhưng một phía thì mỏng, nhưng một phía là nó giống như một cái búa rìu vậy đó. Và cái loại đó là khi mà họ tấn công địch thủ đó, họ tấn công kẻ thù của họ, thì họ tấn công thẳng vào cái cổ như này nè. Và khi cái vũ khí đó chặn vào cổ đó, họ bẻ một cái nữa, họ bẻ ngược này, tức là địch thủ của họ có thể gãy cổ nữa. Và chết ngay, chứ không có phải gọi là có thể hấp hối được nữa. Tại vì khi cái vũ khí nó rất là mạnh và rất là lớn, mà tấn công vào bẻ, thì người ta nói loại đó là một trong những cái vũ khí của người Maori. Và cái đó là cái mà tôi thấy khác biệt. Và cái thứ hai nữa là cái họ sử dụng những cái giống như cái vũ khí bằng cái chùy đó. Cái chùy là có nghĩa là giống như cái búa, nhưng mà cái đầu tròn. Nhưng người Maori họ làm tròn, mà họ cũng không làm quá to, nhưng mà cái đầu vũ khí đó nó lại giống như cái hoa sen đó. Thành ra cái hoa sen thì rất là nhọn ở phía đầu, đúng không? Thành ra họ có thể tấn công địch thủ bằng những cái loại vũ khí như vậy. Và đó là một cái điều mà đến với New Zealand, ngoài cái chuyện chúng ta xem những cái hiện đại của đất nước New Zealand bây giờ, thì chúng ta còn xem được những cái lịch sử, những cái bản sắc của cái người Maori, ngay cả y phục và những điệu múa của họ. Nhưng mà nói đến điệu múa thì lại giống giống như Hawaii. Dĩ nhiên nó không có những cái điệu múa giống như là lướt hoặc là rung bụng giống giống như Hawaii, nhưng mà nó có một cái nét mà mình nhìn qua là mình biết à, nó Có là một vẻ cái văn hóa nó vừa giống 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 nhau, giống và nó giống vừa giống khác nhau. khác Đó, nữa không nhỉ? đúng rồi. Đó, thì đó là một trong những cái lạ ở trong cái văn hóa của người Maori. Còn nói về cái vấn đề tôn giáo, người Maori họ có những cái tôn giáo riêng của họ, và họ có tin vào loại thần của họ. Và chẳng hạn như có dịp tuần trước chúng ta nói đến cái Cape Reinga, tức là cái mũi xa nhất của cái đảo Bắc bên New Zealand. Và cái mũi đó thì trong khi người phương Tây thì thấy rõ ràng là ok, cái biển Tasman Sea và biển Thái Bình Dương, hai biển hợp nhau lại, và hai cái luồng sóng nó gặp nhau tại ngay khúc đó, thì người ta gọi đó. Nhưng mà ngày xưa đó, cái người Maori họ cũng thấy được điều đó, nhưng mà thay vì họ biết nói biển bề cập biển, thì họ nói à, thần biển nam gặp với thần biển nữ hẹn hò nhau ở ngay điểm đó. Đó, thành ra họ tin là thần. Thành ra, và đồng thời cái người Maori ấy, khi mà họ chết ấy, thì họ tin là cái linh hồn họ sẽ bay lên, và cái khi bay đi đâu, họ sẽ bay về cái hướng bắc, họ sẽ nhìn ngay cái Cape Reinga đó, và đó là cái nơi từ đó họ có thể nhìn được cái đảo Ba Vua. Nó có ba cái đảo, nó gọi là King Iceland, thì có ba cái đảo nó gọi là Ba Vua. Và từ họ nhìn đó, họ nhìn cái Cape Reinga, và lần chót trước khi họ đi vào cái thế giới riêng của họ. Và đặc biệt những cái thuyền của người Maori á, nó không phải là cái chiến thuyền, không phải để đánh nhau, mà chiến thuyền đó để đi rước tới những cái thuyền lớn của địch thủ, và họ nhảy lên và đánh. Chứ không có phải là cái thuyền nó nhỏ lắm, nó chỉ là một cái thuyền rất là dài, có Tôi đi thể như là 100 người ngồi trên đó, như họ mà chiếc chèo bè thôi. thôi phải không anh? Nó không, đó là cái thuyền, nó được là cái thân cây, hai ba thân cây gấp lại, gộp lại, và nó làm cái nó chèo rất là nhanh. Đó. Thì chúng ta thấy mỗi một nơi mỗi một cái văn hóa riêng, và có một cái độc đáo riêng của nó, để nó thích ứng với cái hoàn cảnh địa lý, cái hoàn cảnh xã hội và cái thời điểm, cái không gian của nó. Thì đó là cái mà chúng ta đến với New Zealand, chúng ta đến với cái bộ tộc Maori, chúng ta tìm hiểu được cái đặc biệt của họ. Đó. Nhưng mà cái đặc biệt nhất là người ta cứ hay hỏi là tại sao thổ dân Hawaii ngày xưa làm sao biết được tới Fiji, làm sao biết tới được New Zealand mà đi. Thực sự những cái người ngày xưa, người Polynesian ấy, bây giờ người ta mới khám phá, họ họ đi tìm một cái đảo khác, họ đi tìm một cái đảo khác, họ nhìn theo chim bay. Họ chim bay về hướng nào, họ nói ở bay ra biển, nhưng khi nó bay, chim bay ra biển, nó phải có đảo nó mới bay được, nó phải đến một cái đảo đó. Nên thành ra họ cứ đi theo đường chim bay, họ tìm được những đảo khác. Và đó cũng là một cái đặc biệt cho cái văn hóa cũng như là cái phong tục của người văn hóa đa đảo. Có nghĩa là từ một nơi người ta
sinh sôi phát triển rồi người ta đi theo một hướng khác, thì Đúng nó sẽ rồi. từ từ lúc mà mình tới đó mình phải thích ứng với một cái vùng đất mới, thì mình sẽ tự nhiên là mình có những cái văn hóa mới để mà Đúng mình rồi, nó phù hợp. tạo dựng ra một cái văn hóa mới để mình thích ứng trong cái môi trường sống của họ. Cảm ơn Thắng rất là nhiều, và hy vọng là một dịp nào đó thì Nhất Anh cũng như là khán giả của người Việt có thể được tới New Zealand và có thể được tận mắt nhìn thấy những người thổ dân và Đúng văn vậy. hóa của họ. Chào anh Thắng và hẹn anh Thắng trong chương Chào trình lần Nhất sau. Anh.